này ngoài trời tạnh ráo, hửng nắng nhẹ, trời mát, nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác 25 đến 26 độ. Cường độ nắng sẽ không mạnh, đang xen có những khoảng nhiều mây. Nhiệt độ ở khắp các thành phố từ miền Đông sang miền Tây 29 đến 32 độ, chỉ riêng có Biên Hòa với mức nhiệt 33 độ. Khoảng 1 đến 2 giờ chiều, mây dông phát triển gây mưa một số nơi ở miền Tây, sau đó mưa lan rộng ra khắp Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dễ có mưa to trong chiều nay. Có mưa nên nhiệt độ cũng giảm theo, từ 32 độ xuống còn 29 độ lúc 4 giờ chiều, đến tối chỉ còn 27 độ, trời mát.